Lộc An xin mến chào quý vợ con thân thương. Kính chúc toàn thể quý vợ con có một buổi tối ngày 31 tháng 7 năm 2024 thật là dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý vợ con. Thì ngày hôm qua Lộc An đã gửi đến tất cả quý vợ con với ba lô đủ đuôi đó cặp 0990, ba càng siêu chủ là 509, 790 và 990. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã rực rỡ cho tất cả quý vợ con ở ngày hôm nay miền Nam và miền Trung, đặc biệt là miền Trung ngày hôm nay chúng ta đã rực rỡ thành công. Và đặc biệt miền Bắc hiện giờ thì nó đã ra cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay với con 64 cho tất cả mọi người ở ngày hôm nay. Cũng xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay chúng ta đã rực rỡ thành công ở miền Nam và miền Trung. Miền Bắc thì ngày hôm nay khá đáng tiếc là chúng ta chưa có lộc ở miền Bắc và hy vọng thì chúng ta sẽ có lộc ở ngày mai cho tất cả mọi người vào ngày mai quý bà con nhé. Thì quý bà con nào ngày hôm nay chiến thắng rực rỡ miền Trung, chiến thắng 0990, chúng ta đã được cho tất cả quý bà con đó là 0990, chúng ta được 2 nháy cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Và 09 là 3 nháy, chúng ta được 409 và 090 và 190. Ngày hôm nay miền Trung chiến thắng 3 nháy cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Thì quý bà con nào miền Trung ngày hôm nay rực rỡ trên kênh của Lộc An thì cho Lộc An một nút like và nhớ đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh quý bà con nhé. Và miền Nam thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có được một nháy thôi, giấy ba càng 090. Ngày hôm qua Lộc An là tính là chúc càng 090 rồi sau là chúc 90990, nhưng mà không sao, thì chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con miền Nam và miền Trung ngày hôm nay rực rỡ. Còn 090 miền Bắc thì ngày hôm nay chúng ta chưa có lộc ở ngày hôm nay, thì hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ có lộc ở miền Bắc cho tất cả quý bà con ở ngày mai quý bà con nhé. Thì quý bà con nào ngày hôm nay trên kênh đã rực rỡ thì cho Lộc An một nút like và nhớ đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh quý bà con nhé. Và ngày hôm qua chúng ta rực rỡ 3993 này. Ngày hôm qua 3993 thì ngày hôm nay miền Nam nó mới về. Ngày hôm qua Lộc An gửi đến là 3993 ở đầu đuôi. Thì ngày hôm nay nó mới về con 39 đầu đuôi này. Miền Trung, miền Nam ngày hôm nay 3993 đều rực rỡ, miền Bắc cũng vậy 3993. Thì cũng xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay. Chúng ta đã đại thắng thành công rực rỡ may mắn cho tất cả mọi người ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay ở trên kênh cũng như trên Zalo đều rực rỡ cho tất cả mọi người, đặc biệt là trên Zalo Lộc An. Trên Zalo Lộc An thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng dọn dã cho tất cả quý bà con ngày hôm nay cả ba miền Bắc Trung Nam, đặc biệt là miền Nam ngày hôm nay Lộc An đã gửi đến tất cả quý bà con đó là con 4884 đầu đuôi, chỉ có hai số thôi, 4884 đầu đuôi quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Cho tất cả quý bà con ngày hôm nay đại thắng thành công miền Nam. Miền Nam quá là tuyệt vời luôn quý bà con. Ngày hôm nay chúng ta chiến thắng rực rỡ trên Zalo ngày hôm nay. Zalo ngày hôm nay chiến thắng dọn dã cho tất cả quý bà con miền Nam. Đó là Đài Đồng Nai. Chiến thắng con 51 ba lô này. Xiên là 51 và 96 này. Và đầu đuôi là 4884. 51 ba lô. Đầu đuôi ba lô 51 và 96 là xiên và đầu đuôi đó là 4884. Cái đường cầu 4884 này thì nó có hai số thì đường cầu này khá là đẹp, nó ăn thông được 3 tuần rồi. Đây. 5 ghép 1 chúng ta có 1551 này. Chiến thắng 51 này. 2 ghép 9 chúng ta có 2992, chiến thắng 2992 này. Và ngày hôm nay là 4884 này, chiến thắng rực rỡ 4884 Đài Đồng Nai quý vị con nhé. Đài Đồng Nai chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý vị con ngày hôm nay. Đó. Quá là tuyệt vời, quá là may mắn cho tất cả quý con Đồng Nai. Đài Đồng Nai ngày hôm nay rực rỡ, quý con miền Nam chiến thắng dọn dã cho tất cả quý bà con. Còn quý con miền Trung thì ngày hôm nay cũng khá là rực rỡ. Quý con miền Trung thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến thắng dọn dã cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Đó là Đài Đà Nẵng, chúng ta chiến thắng con 78, xiên là 7807. Và ba càng đó là 178 cho tất cả quý con ngày hôm nay, 78 này, 07 này. Và ba càng 178 và 278 ngày hôm nay chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con. Và miền Bắc thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã đại thắng thành công rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Miền Bắc chúng ta chiến thắng được con 12 ba lô 12, xiên là 12 và 42 và đầu đuôi là 141 và 446 cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Ngày hôm nay tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý bà con. Ngày hôm nay 1221 thì ở trên kênh phụ của Lộc An cũng đã chiến thắng 1221, chiến thắng ba càng 712 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay luôn. Và ngày hôm nay thì tưng bừng được rỡ trên Zalo chiến thắng 12, chiên là 1242 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì quý con nào ngày hôm nay trên Zalo cũng như trên kênh đã rực rỡ thì xin chúc mừng tất cả quý bà con.
hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ hơn, thành công hơn nữa và nối mạng thông cho tất cả quý bà con vào ngày mai quý con nhé. Còn quý con nào mà đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần, muốn đi vào bờ thì quý bà con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn. Và ngày hôm nay Lộc An xin cảm ơn, đó là 5.834 quý bà con đã xem và có 565 lượt like. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và đồng hành cùng Lộc An. Xin cảm ơn tất cả quý bà con đã có đồng hành và đã có sự may mắn ở ngày hôm nay, chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con. Thì Lộc An cũng mong muốn là quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An, dù chúng ta có lộc ở miền nào đi chăng nữa, dù chúng ta chiến thắng miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì cũng cho Lộc An những lượt like và lượt đăng ký kênh. Like là hình bàn tay hướng lên trên và nhớ đăng ký kênh để mỗi những video mới nhất mà Lộc An gửi đến là YouTube nó sẽ báo cho quý bà con, và quý bà con có thể chia sẻ cho bạn bè cũng như là chia sẻ lên Zalo, Facebook kênh của Lộc An để cho bạn bè quý bà con biết kênh Lộc An, để bạn bè của quý bà con cũng có thể tiện theo dõi quý bà con nhé. Ngày hôm qua chúng ta rực rỡ này 3993 này, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chiến thắng này, ngày hôm chiến thắng 090 này, miền Trung ba nháy này. Thì hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ hơn và thành công hơn cho tất cả quý con vào ngày mai quý con nhé. Và ngày mai là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024. Thì Lộc An xin gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi, đó là cặp 89 và 98. Ba càng siêu chủ là 489, 598 và 998 cho tất cả quý bà con vào ngày mai quý bà con nhé. Và hy vọng rằng cặp 898 ngày mai sẽ tưng bừng rực rỡ cả ba miền Bắc Trung Nam cho tất cả quý bà con. Và hy vọng rằng ngày mai đầu tháng, chúng ta đầu tháng thì chúng ta sẽ có lộc lớn cho tất cả quý bà con. Và Lộc An cũng kính chúc toàn thể quý bà con ngày mai, ngày mùng 1 đầu tháng sẽ luôn luôn là may mắn và phát lộc phát tài. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ và thành công. Thì quý con nào mà đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần, muốn đi vào bờ thì quý con có thể là vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn. Zalo Lộc An là được ghi mở dưới phần bình luận và Zalo là chốt số miễn phí. Quý bà con chỉ cần ấn vào đường link màu xanh này. Chúng ta ấn vào đường link màu xanh thì nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia màu xanh. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Và khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con. Nên quý bà con cứ an tâm đi vào Zalo Lộc An quý bà con nhé. Lộc An là nói không với thu phí quý bà con. Quý bà con chỉ cần ấn vào đường link và sau đó ấn vào chữ tham gia là quý bà con sẽ vào Zalo Lộc An. Còn quý bà con nào mà dùng điện thoại iPhone, quý bà con dùng điện thoại iPhone thì nó có thêm một cái bước, đó là quý bà con ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ, đó là chữ Chrome, Google và Safari. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ Safari là sẽ vào Zalo Lộc An. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con. Bao lô đầu đuôi ba càng siêu chủ, chỉ một đài một miền quý bà con nhé. Ở trên kênh là Lộc Trung, Lộc ba miền ba đài. Còn trên Zalo Lộc An là chỉ từng đài từng miền, chỉ chốt từng đài từng miền. Ngày mai miền Nam chúng ta có ba đài, Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Miền Trung chúng ta có ba đài, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Thì quý bà con chơi đài nào, chơi miền nào, vào nhắn tin cho Lộc An. Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con vào ngày mai quý bà con nhé. Thì hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ hơn, thành công hơn ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì trên Zalo rực rỡ, chiến thắng giòn dạ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Ngày hôm qua Lộc An nói với tất cả quý bà con là có cái dàn đề khung ngày cuối, cuối tháng. Thì ngày hôm nay chúng ta rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì cũng xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay miền Nam, miền Trung, miền Bắc ở trên Zalo Lộc An, chiến thắng rực rỡ, chiến thắng giòn dạ, đặc biệt là miền Nam và miền Bắc. Ngày hôm nay chiến thắng cả ba lô, cả xiên và cả đầu đuôi. Miền Nam thì chiến thắng chỉ có hai số thôi, đầu đuôi 4884, quá là đẹp luôn. Ngày hôm nay 4884 cái đường cầu đầu đuôi quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay, quý bà con miền Nam. Thực sự là quá là đẹp, quá là tuyệt vời cho tất cả mọi người ở ngày hôm nay. Chúng ta đã có lộc lớn cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Đại thắng thành công rực rỡ, may mắn cho tất cả mọi người ở ngày hôm nay với cặp 4884 quý bà con. 4884 ngày hôm nay đài Đồng Nai này. Đường cầu chỉ có song, đường cầu song thủ đặc biệt đầu đuôi chỉ có hai số thôi mà chúng ta chiến thắng rực rỡ, thì ngày hôm nay là quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ hơn, thành công hơn, may mắn hơn cho tất cả quý bà con. Và Lộc An cũng xin cảm ơn tất cả quý bà con đã yêu mến và đồng hành cùng Lộc An. Thì Lộc An cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn luôn may mắn, ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ, những ngày sau chúng ta cùng rực rỡ để cho tất cả quý bà con có thể trả được bất nợ, bất nần là Lộc An khá là vui rồi.
ngày nào chúng ta chiến thắng rực rỡ, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với Lộc An. Lộc An thì cũng mong rằng gửi đến tất cả quý con những cái con số chuẩn nhất thì là chiến thắng cao nhất để gửi đến tất cả mọi người. Nhưng mà thì cũng có hôm chúng ta thắng, có hôm chúng ta thua. Nhưng mà mong sao quý con hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An, để Lộc An có cái động lực để cùng tất cả quý bà con tìm ra những cái con số nó chuẩn hơn, tỷ lệ chiến thắng cao hơn để gửi đến tất cả mọi người, để làm sao cho quý con có thể trả được cái hất nợ, hất nần. Hoặc là quý con nào mà chơi to quốc lớn thì chúng ta có lộc. Và quý con nào mà đang xa bờ, đang khó khăn thì quý con nhớ là vào Zalo Lộc An. Zalo Lộc An luôn luôn có những cái đường cầu đầu đuôi ba càng siêu chủ xin đá cho tất cả mọi người, để quý con có thể theo dõi và chiến thắng rực rỡ. Nên quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn vào ngày mai quý con nhé. Hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn vào ngày mai. Ngày mai trên Zalo Lộc An vẫn có những đường cầu đầu đuôi này, bao lô ba càng siêu chủ xiên đá cho tất cả mọi người vào ngày mai ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Ở trên kênh là Lộc Trung, Lộc ba miền ba đài, còn trên Zalo là chỉ một đài một miền thôi. Nên là quý bà con cứ an tâm đi vào Zalo Lộc An. Vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con. Trên Zalo cũng như trên kênh đều là miễn phí. Lộc An nói không với thu phí và xin lộc, quý con chú ý nhé. Những cái Zalo nào mà bảo là Lộc An mà thu phí thì đó không phải là Lộc An, và quý con cân nhắc. Chúng ta phải vào đúng Zalo, và có một số quý con là không vào được Zalo Lộc An thì Lộc An cũng đã chỉ khá là kỹ càng rồi. Ngày nào trên kênh Lộc An cũng chỉ khá là kỹ càng cho tất cả quý con rồi. Là quý con chỉ cần ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link này, và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ Chrome, Google và Safari. Thì quý bà con nào mà dùng điện thoại như Samsung này, Oppo này, hay Redmi này, Huawei này, thì quý con chỉ cần ấn vào chữ Chrome này là nó sẽ, và ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Còn quý con nào mà dùng điện thoại iPhone thì quý bà con cũng ấn vào đường link này, xong ấn vào chữ Safari này thì nó cũng sẽ hiện ra cái chữ tham gia màu xanh này, tham gia màu xanh, thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An quý con nhé. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách ghép càng, và gửi đến tất cả quý con những con số chuẩn chỉ một đài một miền. Trên Zalo có sự khác biệt, đó là chốt từng đài từng miền thôi. Miền Nam ngày mai 3 đài, miền Trung 3 đài. Thì quý bà con chơi đài nào, chơi miền nào, vào nhắn tin Lộc An bảo là chơi đài Tây Ninh thì nhắn tin đài Tây Ninh, chơi đài An Giang, nhắn tin đài An Giang. Thì quý bà con cứ vào nhắn tin thì Lộc An sẽ cố gắng tìm ra những con số nó chuẩn nhất để gửi đến tất cả mọi người. Bởi vì Zalo là chốt số miễn phí nên chúng ta cứ vào tham khảo ngày 1, ngày 2, ngày 3. Chúng ta cảm thấy Zalo chốt chuẩn này chúng ta theo. Còn không thì chúng ta dừng mới tham khảo. Chúng ta xem như là chúng ta vào cho vui cũng vậy được thôi. Hoặc là quý con nào mà có những kinh nghiệm nào về bộ môn này mà chúng ta có kinh nghiệm hay, chúng ta hãy vào nhóm. Chúng ta cùng vào nhóm, chúng ta cùng nhau là trao đổi kinh nghiệm để chúng ta có sự chiến thắng. Để cho tất cả quý bà con ở trong Zalo của Lộc An sẽ ngày ngày có lộc, ngày ngày có lộc quý bà con nhé. Nên quý bà con không ngại ngần gì, chúng ta cứ vào Zalo Lộc An để nhận con số chuẩn, số chắc. Ở trên kênh thì Lộc An cũng khuyến khích là quý bà con chơi nhỏ nhẹ thôi, bởi vì những con số mà trên kênh thì Lộc An thường nói với tất cả quý bà con là anh Đồng anh sẽ giam số. Bởi Lộc An chốt lên mà không chỉ là Lộc An đâu, mà có rất nhiều đội nhóm cũng sẽ chốt cũng giống như Lộc An. Đó, nên là quý bà con cũng phải cân nhắc rằng những cái con số đó nếu như lượt người chơi nó nhiều thì anh Đồng anh sẽ giam số. Đó là điều mà Lộc An nói tất cả quý bà con như vậy. Có thể là ngày nào chúng ta chơi lớn chiến thắng rực rỡ, nhưng mà những con số trên kênh thì chúng ta chơi nhỏ nhẹ thôi, bởi vì đó là anh Đồng anh sẽ nó sẽ giam số nhiều, bởi vì cái lượt người xem đông và theo nhiều thì đó là anh Đồng anh sẽ giam số nhiều. Nên là quý bà con chú ý, chúng ta muốn chắc ăn, muốn chơi một đài, muốn vốn bỏ ra nó ít mà tiền lời nó cao thì chúng ta vào chơi ba càng này, xiên đá này, đầu đuôi này, chiều chủ này, thì chúng ta sẽ có những cái đường cầu sẽ trả được nợ, và cái tiền vốn bỏ ra nó khá là ít và tiền lời nó khá là cao. Đó là Lộc An nói với tất cả quý con như vậy. Nên quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn cho ngày mai quý con nhé. Ngày mai hy vọng chúng ta sẽ rực rỡ hơn, thành công hơn, may mắn hơn cho tất cả quý con vào ngày mai. Và Lộc An kính chúc toàn thể quý con ngày mai sẽ may mắn phát lộc phát tài, đắc tài đắc lộc đắc bình an. Và nhớ rằng quý con xem video Lộc An
thì không tiếc gì cho Lộc An những lượt like và lượt đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lan tỏa. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai.